Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trầm Lắng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Thì hôm nay đã là cái thời điểm là ngày 14 tháng 3, tức là sau một ngày so với cũng có báo đưa tin về cái việc mà Thánh Sim Việt Nam Mobile sẽ phải trả lời thông cáo báo chí trước ngày 13 ấy. Thì có một số anh em hỏi mình là cái vụ của Thánh Sim hay là cái vụ của Việt Nam Mobile này nó như nào rồi. Thì nếu các bạn theo dõi các cái video clip trên channel của mình thì có một số clip mình có làm một cái ví dụ như mình đã gọi điện trực tiếp lên tổng đài của Việt Nam Mobile hỏi về cái tình trạng của Thánh Sim thì nó như nào. Thì trên trong clip đấy thì bên tổng đài cũng bảo là cái dịch vụ Thánh Sim thì là không, những cái thông tin đó là không có thật, họ không nghe thông tin đó. Và chính xác thì bên Việt Nam Mobile có điều chỉnh lại cái chính sách của Thánh Sim từ ngày 9 tháng 3. À đâu, chính xác là ngày 8 tháng 3. Rồi, thì trước cái việc mà Bộ Thông tin và Truyền thông tuyết còi Thánh Sim thì bên phía của Việt Nam Mobile trả lời cái vấn đề này như thế nào? Và tại sao đến ngày hôm nay thì chúng ta hầu như là không thấy cái thông tin nói gì về Thánh Sim nữa? Có vẻ như cái vụ việc nó bắt đầu nó chìm xuống rồi. Thì ở đây mình sẽ lấy một cái bài viết từ trên báo Thanh Niên, đọc hơi ngọng một chút. Thì trong cái bài viết của bên Thanh Niên này thì có phía đại diện giám đốc của bên Việt Nam Mobile thì có trả lời về cái chính xác về cái vụ việc này là như thế nào. Thì đây mình sẽ lấy một cái bài viết từ của chị Mai Hà bên báo Thanh Niên về cái câu trả lời của đại diện bên Việt Nam Mobile, đó chính là bà Elizabeth Phong thì mình không rõ lắm về bà này, thì là tổng giám đốc Việt Nam Mobile, và cho biết thì chính xác là đúng là có cái công văn của Cục Viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông gửi đến. Và thì bà Phong này cũng cho biết rằng hiện nay thì Việt Nam Mobile đang được bơm, chính xác là báo về từ bơm rất là nhiều vốn để đầu tư phủ sóng 3G cho Việt Nam, vì cái tỷ lệ dùng dữ liệu 3G còn rất là thấp, và Việt Nam đang muốn đẩy cái tỷ lệ người dùng sử dụng Internet di động 3G bằng cái dịch vụ Thánh Sim này. Rồi, trước cái câu hỏi là Thánh Sim có vi phạm quy định về quảng cáo là miễn phí data không, thì bà Phong cho biết rằng Thánh Sim sẽ được hưởng 4GB một ngày và khách hàng phải nạp 20.000 đồng. Như vậy nạp 20.000 đồng ở đây thì nó có nghĩa rằng nó không hề hoàn toàn là miễn phí, tức là người ta sử dụng Internet nhưng người ta vẫn phải đóng 20.000 đồng. Như vậy ở chính sách của Thánh Sim Mobile như này, tức là không phải là miễn phí đâu, tức là họ vẫn thu của những người dùng Internet, những người sử dụng cái SIM nó là 20.000 đồng một tháng. Và chính vì cái điều này, Việt Nam Mobile đang sử dụng cái lý do là thu 20.000 đồng này thì để trả lời lại cái công văn của bên Sở Thông tin và Truyền thông nói về việc là đang phá giá, tức là đang bán những cái SIM nó là không mất tiền cho người dùng. Một cái thông tin nữa mà Phong, đại diện của Tổng Giám đốc Việt Nam Mobile có trả lời với báo chí là điều này có thể gây nên sự hiểu chưa chính xác rằng chúng tôi là miễn phí data cho khách hàng. Vì nếu khách hàng chưa dùng 20.000 đồng một tháng thì cuối tháng sẽ vẫn bị trừ cái số tiền là 20.000 đồng này. Và hiểu một cách khác là với 20.000 đồng sẽ được hưởng là 120GB trên tháng, đồng nghĩa với việc Thánh Sim của Vietnam Mobile cũng tương tự như một số cái gói cước mà Vietnam Mobile hay là Viettel hay là Mobifone đang bán trên thị trường mà thôi. Đại diện của Vietnam Mobile đã trả lời báo chí như vậy. Và lãnh đạo của Vietnam Mobile cũng cho biết rằng các cái gói cước data ở trên dịch vụ di động hôm nay thì nó còn khá là cao, và cái việc đưa ra cái gói cước Thánh Sim chỉ muốn là nhằm giảm cái cước dữ liệu cho khách hàng thôi và nhắm đến quyền lợi của người khách hàng. Rồi, đó là một chút cái thông tin về cái trả lời báo chí của bên Vietnam Mobile. Và theo như cái câu trả lời của đại diện Vietnam Mobile như này thì chúng ta cũng hiểu rằng là trước khi mà đưa ra cái dịch vụ Thánh Sim Việt Nam Mobile ra ngoài thị trường chạy như này thì ở bên Việt Nam Mobile cũng đã có nghiên cứu rất là kỹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online thì về nói thêm chi tiết về cái vụ việc Thánh Sim. Tức là đối với Thánh Sim thì Việt Nam Mobile đã nghiên cứu rất là kỹ các
quy định của cơ quan quản lý và hoàn toàn tuân theo quy định của pháp luật. Rồi, bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 9 tháng 3, và sau khi Cục Thông tin và Truyền thông có công văn yêu cầu dừng, nhà mạng Vietnam Mobile dừng triển khai cái bộ hòa mạng trả trước thánh SIM, thì Vietnam Mobile đã có cơ quan trả lời về vấn đề này như sau: chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của chính phủ Việt Nam và sẵn sàng cung cấp các thông tin để hợp tác với các cơ quan quản lý và làm việc. Song song, chúng tôi đang tiến hành các bước giải trình và báo cáo theo yêu cầu của Cục. Và về phía đại diện Vietnam Mobile cũng cho biết là trước khi ra mắt cái sản phẩm thánh SIM thì đã đầu tư nghiên cứu tâm lý và nhu cầu người tiêu dùng cũng như là các quy định của cơ quan quản lý để triển khai các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng quy định và pháp luật. Cho đến nay thì thánh SIM của Vietnam Mobile đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, và bên Vietnam Mobile cũng luôn mong đóng góp và xây dựng cho cái thị trường viễn thông lành mạnh và mang đến cho khách hàng di động những cái quyền lợi tốt nhất. Và theo cái công văn gửi đi từ ngày 5 tháng 3, Cục Viễn thông có yêu cầu Vietnam Mobile phải giải trình và dừng ngay triển khai cái việc hòa mạng trả trước thánh SIM vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rồi, như vậy thì sau cái công văn đó thì bên Vietnam Mobile họ cũng đã trả lời rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái bài viết nữa trên báo An ninh Thủ đô, bài viết của anh Trung Hiếu trên báo An ninh Thủ đô. Và cái bài viết này thì có lẽ là mới nhất tính đến cái thời điểm bây giờ, tức là trong ngày hôm nay thì bên An ninh Thủ đô có một bài viết về Vietnam Mobile đã trả lời về cái thực trạng thánh SIM có dấu hiệu vi phạm như thế nào. Rồi ngày 10 tháng 3, bên phóng viên của báo An ninh Thủ đô có nhận được một cái phản hồi của một sinh viên về cái chất lượng của dịch vụ của thánh SIM, và bên An ninh Thủ đô có đến Vietnam Mobile để làm việc, và cũng có một số cái câu hỏi liên quan đến cái việc mà thánh SIM Vietnam Mobile bị Sở Thông tin và Truyền thông tuyết còi. Thì bên phía An ninh Thủ đô có hỏi về việc Nam Mobile có thể xác định được những người nào liên quan đến thẻ SIM mà khách hàng đang sử dụng không, tại vì có một số cái trường hợp mà khách hàng khi mua các cái SIM thánh SIM về thì họ không cần phải đăng ký cái gì cả, tức là lắp SIM vào điện thoại sử dụng luôn, trong khi đó theo quy định là chúng ta sẽ phải xác thực bằng ảnh, bằng thông tin cá nhân, bằng số chứng minh thư. Thông thường mình thấy hiện nay thì cái việc này thì các shop khi bán các cái SIM họ đăng ký hết rồi, tức là chúng ta mua về chúng ta chỉ phải dùng thôi, họ vẫn đang lách luật là như vậy. Rồi cái phần mình quan tâm đấy là không phải là cái câu chuyện đấy, mà mình quan tâm đó là cái số phận của thánh SIM như nào. Thì đối với cái câu hỏi mà Vietnam Mobile có quan điểm như thế nào trước cái văn bản của Cục Viễn thông và Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu dừng triển khai cái dịch vụ thánh SIM, thì bên phía Vietnam Mobile có trả lời bên báo An ninh Thủ đô như sau: Vietnam Mobile đã nhận được công văn số 79 CVT GCKM của Cục Viễn thông vào ngày 5 tháng 3, và chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến chính phủ Việt Nam và sẵn sàng cung cấp các cái thông tin và hợp tác với các cơ quan làm quản lý để làm việc, và song song chúng tôi đang tiến hành giải trình và báo cáo theo các yêu cầu của Cục. Đối tượng khách hàng về Vietnam Mobile hướng đến là những người có thu nhập thấp, hạn chế như là học sinh, sinh viên. Nhóm khách hàng này có nhu cầu sử dụng mạng dữ liệu rất là cao, vì lẽ đó mà Vietnam Mobile đã không đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà chỉ mong muốn rằng mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm tự do hơn, thú vị hơn với những ưu đãi không tưởng. Như vậy chúng ta vừa điểm qua một chút các cái thông tin về thánh SIM trên các mặt báo, từ báo Thanh Niên, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo An ninh Thủ đô, thì chúng ta đều nhận thấy rằng thì bên Vietnam Mobile thì cũng đã có câu trả lời cho cái công văn vừa rồi của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên thì cái gọi là văn bản chính thức thông cáo báo chí là đúng thật mình không thấy, mình chỉ thấy nó có qua một số cái thông tin nó không chính thống thôi. Rồi, và đại khái là chúng ta tóm tắt là bên Vietnam Mobile tức là có trả lời rằng tức là để duy trì cái đánh SIM thì chúng ta lại phải mất 2.000 một tháng, tức là khách hàng như vậy là khách hàng hoàn toàn không phải là không mất tiền khi sử dụng cái dịch vụ 3G, cái dịch vụ thánh SIM. Mỗi tháng thì Vietnam Mobile sẽ trừ đi 20.000. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái phản đối lại của bên Vietnam Mobile, tức là họ có chỉ ra rằng tức là họ vẫn thu của chúng ta 20.000 một tháng.
Điều này có nghĩa là không phải là cái SIM này cho không, hoàn toàn miễn phí. Nó như là tại vì công an kia thì có nói là đang vi phạm về cái chính sách giá, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta đang có mặt tại cái trang web chính thức của Vietnam Mobile và cùng đi tìm câu trả lời xem cái số phận của thanh SIM nó như nào. Thì thực ra thì rằng mình nghĩ rằng cái thanh SIM này nó đang vẫn tiếp tục hoạt động, nó không có cái dấu hiệu là dừng lại đâu. Ở trên trang chủ của nó vẫn đang chạy rất nhiều các quảng cáo về cái dịch vụ thanh SIM, và cái thời điểm này là ngày 14 rồi đúng không? Tự vậy sau ngày 13 rồi, nếu mà dừng triển khai thanh SIM thì chắc chắn rằng các cái banner quảng cáo hay là các cái chương trình của thanh SIM chắc chắn nó sẽ im, họ sẽ tắt đi chứ không để công khai như này. Rồi như vậy các bạn cũng có thể yên tâm một phần nào đó, đúng không ạ? Đây đây đây. Và cái thông tin về giải cứu thanh SIM thì các bạn có thể xem ngay trên trang chủ của Vietnam Mobile. Đây đây đây, ở phần dưới này này các bạn nhớ kỹ nhá, ngày xưa mình xem mình không thấy có cái phần giải cứu thanh SIM đâu, mới có. Đây. Người ta mới thay đổi thêm gọi là triệu hồi thanh SIM. Như vậy các bạn để ý cái phần màu xanh như này. Thì là bước 1 là nạp thẻ và tiêu dùng tối thiểu là 20.000 đồng một tháng. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ nhận được miễn phí không giới hạn từ 30 đến 180 ngày. Như vậy là 30 đến 180 ngày đấy, tức là nó còn tùy thuộc theo cái phần thẻ nạp mà các bạn. Ví dụ như các bạn nạp 20.000 thì các bạn được 1 tháng 50.000, các bạn sẽ được 3 tháng này. Hay là 100.000 sẽ được 6 tháng. Nên họ ghi ở đây nó cũng khá là không rõ ràng lắm. Và đây có phần màu xanh này, khi nạp thẻ từ 50.000 đồng trở lên thì thanh SIM sẽ tặng thêm 30 ngày sử dụng đối với Happy Ring. Cái này không quan trọng lắm. Và đây, và cái phần thông tin về sử dụng thanh SIM thì có lẽ là vẫn như cũ, chỉ có thêm cái phần triệu hồi thanh SIM thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ qua cái fanpage chính thức của Vietnam Mobile để xem cái câu trả lời về cái số phận của thanh SIM như nào. Thì đây chúng ta có thể thấy vào ngày hôm qua, tức là ngày 13 tháng 3, thì ở bên Vietnam Mobile họ vẫn đăng tải các cái thông tin về thanh SIM. Như vậy là cái dịch vụ thanh SIM là hoàn toàn vẫn đang tiếp tục triển khai bình thường các bạn nhé. Rồi, tại sao là thanh SIM? Anh em sẽ gọi thứ đó là thánh khi cái việc ấy ngoài sức tưởng tượng, mang đến cái trải nghiệm chưa bao giờ có và sẽ mãi mãi trường tồn. Vietnam Mobile gọi là thánh SIM vì chiếc phim quá chất, quá đỉnh, giá quá bèo với chỉ 40k, miễn phí hoàn toàn dữ liệu trong vòng 30 ngày, gọi và nhắn tin nội mạng với giá rất là hạt rẻ, phí duy trì hàng tháng mới chỉ là 20.000 đồng thôi. Rồi như vậy là ngày hôm qua, cái thông tin vào 20 giờ ngày 13 tháng 3, cái này chúng ta có thể coi như là một cú chốt của Vietnam Mobile, nó như là một cái thông cáo báo chí rồi. Tức như rõ ràng như vậy, với cái thông tin như này thì thanh SIM Vietnam Mobile vẫn sẽ sử dụng bình thường. Và sau đây mình sẽ chúng ta sẽ cùng check qua một chút các cái phần thông tin mà số các bạn thắc mắc gửi về cho mình thì mình cũng không trả lời đâu. Thì các bạn có thể xem trực tiếp trên cái trang của Vietnam Mobile như này. Ví dụ mình có xem một cái bạn hỏi câu hỏi rất là giống cái câu hỏi của mình lúc mà hôm mà mình hỏi chăm sóc khách hàng Vietnam Mobile. Nhưng mà mình thấy rằng cái chăm sóc khách hàng Vietnam Mobile đang trả lời không đúng với cái fanpage này trả lời. Đấy nhá, ví dụ mình thấy có một bạn ấy hỏi rằng một câu như thế này. Admin ơi, trước khi có quy định gia hạn 6 tháng trước khi có quy định mới thì mình gia hạn 6 tháng rồi thì như nào ạ? À, thì bên phía Vietnam Mobile có trả lời như sau. Chào bạn, mỗi tháng bạn sẽ bị trừ 20.000 để duy trì thanh SIM. Rồi, bạn hỏi tiếp là nếu tháng này mình dùng không hết, tức là cái tháng này mình không dùng hết 20k thì mình có được bảo lưu hạn sử dụng hay là sẽ bị mất hẳn thanh SIM? Thì bên phía Vietnam Mobile có trả lời như sau. Đối với cái trường hợp của các bạn mà không sử dụng đủ 20.000 đồng một tháng và đến cuối chu kỳ, tức là 20.000 đồng một tháng theo một cái chu kỳ, thì SIM của bạn sẽ bị tạm ngưng. Và để sử dụng tiếp thì các bạn phải nạp thẻ thì và chúng ta sẽ tiếp tục sẽ sử dụng. Như vậy là cái câu này nó hơi lệch với so với trong khách hàng Vietnam Mobile, chứ mình hỏi thì bạn bảo là khóa luôn chứ không, mình có hỏi là nạp thẻ có duy trì được không thì bạn chốt luôn là không. Như vậy ở trên, nhưng mà trên cái fanpage của Vietnam Mobile này thì lại trả lời là có. Rồi, cái này cũng có trả lời bằng như này thì các bạn có thể chụp lại, có thể kiện cáo được.
Rồi giờ đây cũng một số cái câu hỏi nữa các bạn gửi hỏi cho Vietnam Mobile rất là nhiều, như là mình hỏi cái thanh SIM này có giới hạn sử dụng không, thì bên Vietnam Mobile cũng trả lời luôn là hiện nay thì cái giới hạn của thanh SIM thì chưa có, tức là cứ yên tâm sử dụng, khi nào Việt Nam thông báo là dừng thì dừng. Rồi có một cái thắc mắc nữa các bạn rất hay hỏi khi sử dụng cái dịch vụ của thanh SIM, đó là rất nhiều bạn hỏi là tại sao cái khu vực của em nó sóng nó yếu yếu nó không có sóng hoặc là mất sóng. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình có một cái clip hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm OpenStringer để test các cái vùng phủ sóng của thanh SIM rồi. Thì khi sử dụng OpenStringer thì các bạn có thể test được cái hiện tại cái điểm của bạn được kết nối về đâu, về các cái trạm phát sóng của khu vực của bạn như nào, nó có hay là không. Và cái câu trả lời nữa là đối với các bạn khi mà thắc mắc là tại sao sóng yếu, tại vì hiện nay thì cái hạ tầng của Vietnam Mobile với 3G thì nó còn khá là yếu và thiếu, có nhiều điểm có nhiều điểm không, nên cái điều này cũng không thể tránh khỏi được, một số nơi thì các bạn sẽ không có sóng đâu, rất mong các bạn thông cảm. Rồi trên này thì còn khá nhiều các cái câu hỏi hay ho nữa mà các bạn gửi về cho Vietnam Mobile. Mình đọc cũng qua một số câu hỏi thì cũng một số câu hỏi cũng rất là buồn cười. Cũng có một số câu thì đúng là rất nhiều anh em thắc mắc. Ví dụ như là đối với điện thoại Xiaomi tại sao lại không nhận được tin nhắn trên Zalo và Messenger. Thì cái này mình cũng chưa check, nhưng là mình sẽ làm thử clip test xem cái này như nào. Rồi bên Vietnam Mobile thì hình như là chỉ trả lời các bạn inbox hoặc là gọi số điện thoại để trả lời, nhưng mà thông thường gọi lên các cái số chăm sóc khách hàng đấy họ cũng chỉ trả lời chung chung chứ là điện thoại hoặc lắp sang máy khác thôi. Rồi cũng khá nhiều câu hỏi về có một bạn thắc mắc là tại sao trước khi quảng cáo là mỗi tháng nạp 20.000 thì giữ nguyên tài khoản khốc, bây giờ lại trừ của chúng tôi 20.000. Thì bên Vietnam Mobile cũng trả lời riêng là các bạn inbox. Thì cũng có thể hiểu rằng theo cái sức ép từ cái công văn kia thì bên Việt Nam Mobile bắt buộc phải thay đổi cái chính sách thanh SIM từ ngày mùng 8 tháng 3, đã đầu thay đổi chính sách rồi. Rồi nghe giảm cổ đơn rất là nhiều. Rồi, như vậy chúng ta vừa một số cái thông tin của mình truyền tải đến các bạn, một số cái thông tin từ các cái bài báo này, một số thông tin chính thức từ Vietnam Mobile, và chúng ta có thể kết luận rằng ở cái thời điểm hiện tại, tức là ngày 14 tháng 3 này, thì thanh SIM Vietnam Mobile vẫn hoạt động bình thường và chưa phải dừng lại, hoặc là chưa có dấu hiệu là chúng ta phải chuyển sang SIM khác hoặc là chuyển sang gói cước khác. Thì các bạn nào đang sử dụng Vietnam Mobile thì cứ yên tâm sử dụng đi, thì đâu có đó. Và một cái thông tin nữa là, tức là hàng tháng là chúng ta sẽ phải sử dụng hết 20.000 đồng, nếu mà không sử dụng hết 20.000 đồng thì chúng ta lại phải nạp 20.000 đồng vào nhá. Rồi, nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo, các cái chương thông tin mới nhất về thanh SIM Vietnam Mobile ở kênh Trần Hoàng Vlog. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn.